Đó là intro của cái bài bức thư tình đầu tiên ha. Rồi, intro mà trên cái cây Roland này, cái tiếng nó long lanh ha, nghe đã ha. Rồi, ok. Hôm nay Hoàng giới thiệu cho các bạn cây pin ô điện đời đã qua sử dụng rồi ha. Cây này là cây HP302, thì cái họ của nó là cái series 300. Các bạn nhớ nha, series 300 nó có gồm cái thấp nhất á là cây này, 302, HP302. Cao hơn thì có HP305. Cây đó mọi người cũng đang rất là thích cái cây đó. Mặc dù á, những cái cây này sản xuất năm 2010, cỡ năm 2011 đó. Vậy nhưng mà bây giờ mọi người vẫn còn đang rất thích những cái cây này. Tiếp theo trên của nó là cái HP307, là cái cây dữ nhất của cái năm đó ha. 302, 305 và 307 nha các bạn nhé. Rồi, thì cái cây này cũ á, thì tầm giá nó chưa tới 20 triệu đâu, cỡ 18 triệu, 19 triệu thôi à. Thời nhiều khi là nó có giá thấp hơn chút xíu, nó cỡ 17 triệu cũng có luôn. Tùy cái đợt ha các bạn, tùy đợt mà mình mua được cái giá nào thì mình sẽ bán ra tương đối là như vậy. Nhưng các bạn cũng nhớ cây này phạm vi khoảng độ 18 triệu cây này. Đó, 18 triệu mà mua được cái cây này thì quá đã rồi. Chất lượng là của cái HP. Các bạn đừng có quan tâm năm 2011, 2011 người ta đã làm đàn pino điện của Roland này là rất là good luôn rồi. Sao rất là good luôn ha các bạn ha. Đó là chuyên nghiệp nhưng mà quá chuyên nghiệp rồi còn gì. 18 triệu các bạn, quá, nó thiệt quá rẻ luôn á. Thử các tiếng khác của nó coi, trong cái họng của nó coi. Rồi bây giờ mình cộng lên coi nó có tiếng gì nữa. Vòng vòng thì nó cũng những cái thứ tiếng piano đó, rồi nó cộng thêm cái phần lót là cái gì đó, rồi piano điện đó. Những cái tiếng này rất là đã.
Thì tự chung lại cái cây này Hoàng khá là happy với cái mức giá khi mà mua cũ như vậy, nó tầm cỡ khoảng cỡ 18 triệu, thì thật sự là nó khá là ít đối thủ có thể cạnh tranh được với nó. Mấy cái IDP là không chơi lại nó nha, nhớ nha, HP rất là dữ nha các bạn nha. Rồi Hoàng đã thử qua các tiếng và phím của cây này rồi, Hoàng đánh giá khá cao. Nếu các bạn có nhu cầu mua mà các bạn gặp được những cây này, các bạn xem nó còn đẹp còn liền lạc á, là các bạn cứ mua mấy cái này ha. Những cái cây này là made in Japan đàng hoàng nhé, made in Japan. Cho chỉ cho các bạn coi luôn, bây giờ coi nè, các bạn lật nó ra đằng sau đó, các bạn lật ra đằng sau nó sẽ có đây, mình sẽ chỉ cho đó. Nếu mà nó còn đem ha thì các bạn cứ nhìn vô, ví dụ như vậy có số 11 tức là 2011 ha, đó 2011. Cây này làm ở Made in Japan, làm ở Nhật luôn đó. Rồi vậy thì cây này quá là uy tín rồi đúng không các bạn? Đàn cũ các bạn chấp nhận là nó sẽ có một vài cái chỗ nó trầy xước ha, trầy xước, nhưng mà thấy không quan trọng, quan trọng là tiếng hay không, bền không, phím ướt không đó. Rồi rồi trong cái họ của HP series 300 thì có 302, 305, 307 ha. Vài bữa nữa nó về cái 705, 305 á, thì Hoàng sẽ review luôn cả 305, bởi vì 305 không hiểu sao tới bây giờ nó ra đời series tới 700 rồi nhưng 305 vẫn được nhiều người săn đón lắm. À, ok, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy clip hay, các bạn subscribe và share cho mọi người cùng biết đến kênh của Hoàng nha. Cảm ơn các bạn.